Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2021. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi những nội dung chính của chúng tôi sau đây. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đình Tiến Dũng đòi 40% cán bộ thành ủy là thạc sĩ, tiến sĩ. Thành ủy thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 thì 40% cán bộ do cơ quan này quản lý phải có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, báo tiền phong hôm 2 tháng 6 cho hay. Chỉ tiêu do ông Đinh Tiến Dũng Bí thư thành phố Hà Nội đặt ra được cho là cách để cho thành ủy Hà Nội đổi mới một cách mạnh mẽ quyết liệt trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ và nâng cao năng lực cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ. Tuy vậy thì mạng xã hội giấy lên ý kiến chê trách bí thư Dũng làm chuyện vô bổ vì thành ủy Hà Nội là nghiên cứu khoa học cũng chẳng phải là trường đại học thì mục tiêu cán bộ là tiến sĩ và thạc sĩ xem ra không hề cần thiết và chỉ mang tính hình thức. Ông Nguyễn Ngọc Chu, cựu cán bộ Viện Toán học Việt Nam bình luận trên trang cá nhân rất cần người tài cho quản trị nhưng mức độ tài giỏi trong quản trị không đo bằng vị Uh, danh vị tiến sĩ và thạc sĩ và không có quốc gia nào đặt chỉ tiêu tiến sĩ thạc sĩ trong các cơ quan hành chính của nhà nước không có đảng phái chính trị nào đặt chỉ tiêu tiến sĩ và thạc sĩ cho tổ chức của mình ông Chu cũng bày tỏ hy vọng rằng các tỉnh ủy thành ủy và các cơ quan thành đoàn thể của Việt Nam không đặt mục tiêu về tỷ lệ thạc sĩ tiến sĩ nếu không thì cả hệ thống sẽ ngạt thở về giáo sư tiến sĩ Điều ấy âm là ông Dũng đặt mục tiêu lên đời bằng cấp cho cán bộ trong lúc một ngày trước thì Bộ Nội vụ Cộng sản Việt Nam loan báo đề nghị loại bỏ 87 chứng chỉ về chức danh nghề nghiệp, loại bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức. Liên quan đến vụ này, báo pháp luật Plus dẫn ý kiến của ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội, theo quy định trước kia thì yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ tin học trong kỳ thi tuyển thì nâng ngạch thăng hạng đối với công chức viên chức đã và đang gây nhiều bất cập tốn kém và lãng phí thời gian tiền bạc đặc biệt là vấn nạn chứng chỉ giả chứng chỉ thật học giả học thật ông Nhưỡng nói thêm rằng tình trạng trên khiến cho người dân giảm sút lòng tin vào đội ngũ cán bộ công chức đánh đồng người có học thật với bằng giả hoặc là bằng thì bằng thật nhưng trình độ là trình độ giả. Dạ. Hồi đầu tháng Tư, công luận tranh cãi quanh vụ các báo ở Việt Nam đưa tin ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo tốt nghiệp Harvard, nhưng sau đó phải nói lại cho rõ rằng ông này từng làm việc nghiên cứu về tư tưởng nho giáo ở Việt Nam tại Viện Harvard Gen Chin Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên vào thời điểm đó thì viện này không phải là một khoa học, một viện khoa học hay là một viện đào tạo mà cũng không uh, cấp bằng nhưng là một dự án độc lập mà đại học đã tham gia với tư cách thành viên sáng lập. Ngày 2 tháng 6 năm 2021, báo tiền phong.vn đưa tin thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 có 40% cán bộ diện ban thường vụ quản lý có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Mục tiêu này nằm trong nghị quyết số 04 NQ trên TU của Ban chấp hành Đảng Bộ thành phố Hà Nội về tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Nghị quyết số 04 NQ trên TU vừa mới được Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ký ban hành. Thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ diện ban thường vụ cấp ủy quản lý đạt Tối thiểu là 15% và cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%, 40% cán bộ diện ban thường vụ thành ủy quản lý có trình độ thạc sĩ tiến sĩ, 100% cán bộ cấp sở ngành đảng bộ trực thuộc quản lý có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. 100% cán bộ lãnh đạo quản lý được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới. Thành ủy Hà Nội không phải là viện nghiên cứu khoa học cũng không phải là trường đại học thì mục tiêu cán bộ là tiến sĩ và thạc sĩ có cần thiết hay không để làm gì? những người đang là cán bộ trong diện thành ủy Hà Nội quản lý mà chưa có bằng tiến sĩ và thạc sĩ thì sẽ bị chịu sức ép bằng cấp cố gắng bằng mọi cách để có bằng tiến sĩ và thạc sĩ cho mục đích trụ lại làm việc và cho mục đích thăng tiến vậy việc đi học thêm có ảnh hưởng đến công việc và có đảm bảo được chất lượng tiến sĩ thạc sĩ hay không trong bối cảnh học giả, thi giả, nhân tài giả đang tràn lan đến mức thủ tướng vừa giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo phải học thật, thi thật, nhân tài thật thì chỉ tiêu 40% cán bộ là tiến sĩ và thạc sĩ của thành ủy Hà Nội có vô tình thúc đẩy các lò đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ không đạt chất lượng có học thật, thi thật, nhân tài thật hay không? Nếu tất cả các thành ủy, tỉnh ủy, đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ, các cơ quan hành tránh, sự nghiệp, nhà nước đều đặt chỉ tiêu 40% tiến sĩ và thạc sĩ thì tổng số 12 triệu cán bộ nhà nước sẽ phải có 4,8 triệu tiến sĩ, thạc sĩ, điều này có thúc đẩy thêm tính sùng bái bằng cấp ở Việt Nam hay không? Trong khi Bộ Nội vụ đang đề nghị loại bỏ 87 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, loại bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công viên trước thì yêu cầu tiến sĩ và thạc sĩ của Thành ủy Hà Nội có phù hợp hay là không? Và việc nâng cao chất lượng cán bộ là cần thiết, nhưng chất lượng cán bộ được kiểm nghiệm qua tuyển chọn trực tiếp và quá trình làm việc chứ không dựa vào tiêu chí bằng cấp rất cần người tài cho quản trị nhưng mức độ tài giỏi trong quản trị không đo bằng học vị tiến sĩ thạc sĩ không có quốc gia nào đặt chỉ tiêu tiến sĩ thạc sĩ trong cơ quan hành chính của nhà nước không có đảng phái chính trị nào đặt chỉ tiêu tiến sĩ và thạc sĩ cho tổ chức của mình thành ủy hà nội nên xem xét lại mục tiêu này và nội bộ uh, bộ nội vụ cũng đang đề nghị hủy bỏ các yêu cầu không phù hợp, không phù hợp thì hủy bỏ. Hy vọng các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan đoàn thể của Việt Nam không đặt mục tiêu về phần trăm tiến sĩ và thạc sĩ trong đơn vị của mình và nếu không cả chính quyền và đoàn thể sẽ ngạt thở vì giáo sư tiến sĩ. Rất nhiều người đăng ký đi học thạc sĩ và giáo sư tiến sĩ nhưng thực ra chỉ là ăn cắp thời gian của cơ quan và sau đó ra quán cà phê ngồi tán dốc với nhau và nói rằng tao nộp tiền và sẽ nhận được bằng trong thời gian tới, khỏi cần phải đi học. Hiện nay việc cán bộ công chức viên chức sử dụng bằng giả, chứng chỉ giả trong thi tuyển công chức đang là vấn đề nhức nhối trong hệ thống cơ quan quản lý của nhà nước, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng khó lường đối với xã hội. Nguyên đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội bà Bùi Thị An cho rằng cần có mức kỷ luật thích đáng hơn đối với những trường hợp dùng bằng giả, chứng chỉ giả trong thi tuyển công chức việc mua bằng đại học giả, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học giả đã không còn trở nên quá khó khăn khi mà các loại bằng cấp chứng chỉ giả này được giao bán công khai trên các trang mạng xã hội. Người sử dụng bằng giả, chứng chỉ giả để thi tuyển, công tác, không có kiến thức chuyên môn, không có đạo đức nên có thể gây ra nhiều sai sót trong công việc, để lại hậu quả nghiêm trọng. Và nếu như người sử dụng bằng giả, chứng chỉ giả là đảng viên có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng. Về vấn đề này, luật sư bùi đình ứng đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng việc tuyển dụng cán bộ công chức đang đặt nặng vấn đề hình thức đó là bằng cấp chưa thực sự coi trọng chất lượng điều kiện phải có bằng mới được bổ nhiệm dẫn đến trường hợp để mưu cầu chức vụ nhiều người đã bằng mọi thủ đoạn mua bằng giả chứng chỉ giả cộng thêm một số nơi tuy có thi tuyển cán bộ công chức nhưng nói chung thì sự minh bạch của thi tuyển chưa khiến cho người dân yên tâm, chỉ nằm trong phạm vi ngành, bộ, đơn vị có chấm với nhau. Vì vậy mà chưa khẳng định được chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, luật sư ứng nói. Luật sư đưa ra kiến nghị nhà nước cần tiến tới minh bạch vấn đề thi cử, cần xem lại cách tuyển dụng đề bạt cán bộ, công chức, viên chức. Hiện nay một số trường hợp phát hiện sử dụng bằng giả, chứng chỉ giả trong khi mà tuyển thi tuyển công chức đã bị xử lý kỷ luật. Nghị định số 112 trên 2020 trên NDCP xử lý kỷ luật cán, cán bộ công chức viên chức có hiệu lực 20 tháng 9 năm 2020 quy định rõ về các hình thức kỷ luật cán bộ công chức viên chức cũng như hình thức xử lý với các trường hợp vi phạm. Đối với trường hợp sử dụng bằng giả chứng chỉ giả trong công tác tuyển công tác và Nghị định số 112 trên 2020 trên NDCP có quy định cụ thể hình thức xử lý kỷ luật đối với từng đối tượng cán bộ công chức viên chức quản lý. Theo đó áp dụng hình thức buộc thôi việc đối với công chức có hành vi vi phạm sử dụng công bằng chứng chỉ giấy chứng nhận và xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan tổ chức đơn vị áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý có hành vi vi phạm sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bầu phê chuẩn bổ nhiệm vào các chức vụ áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với các viên chức quản lý có hành vi Vi phạm sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ và nhận định về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức sử dụng bằng giả, chứng chỉ giả, bà Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho biết, giai đoạn vừa rồi hiện tượng bằng giả đã xảy ra ở một số địa phương trong nhiều lĩnh vực kể cả lực lượng vũ trang như là công an. Thậm chí những người này đã leo lên được những chức vụ khá cao và các cấp quản lý đã sàng lọc được những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi các vị trí trong đó có vị trí lãnh đạo hoặc chủ chốt, bước đầu đã kỷ luật tốt các trường hợp vi phạm. Tuy vậy thì cần xử lý mạnh tay hơn nữa và nhất là việc sử dụng bằng giả để chui vào những vị trí chủ chốt trong một số ngành khi mà kiến thức và tư cách lãnh đạo đạo đức cũng không có và cán bộ công chức cũng như các vị trí này sẽ gây rất nhiều hậu quả khôn lường cho xã hội cho chính những lĩnh vực mà họ quản lý cần nghiên cứu từng trường hợp cụ thể với hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng để đưa ra mức kỷ luật xử lý thích đáng hơn có tính dân đề mạnh hơn bên cạnh đó bà An cũng lưu ý về vấn đề tiền lương trả cho cán bộ công chức viên chức sử dụng bằng giả chứng chỉ giả trong thi tuyển công tác và Bà nhấn mạnh về nguyên tắc tiền lương trả cho cán bộ công chức là tiền thuế của người dân phải được chi trả một cách hợp lý, vì vậy thì phải cần nghiên cứu thực hiện truy thu số lương trả cho cán bộ công chức viên chức sử dụng bằng giả. Tuy nhiên, theo bà An thì truy thu lương là một vấn đề khó khăn cần phải xem xét kỹ lưỡng, dựa vào nhiều yếu tố trong đó thì có mức độ hoàn thành công việc của cán bộ công chức viên chức, trường hợp À, với những chức vụ lãnh đạo cần chuyên môn cao cán bộ không hoàn thành được công việc nên có hướng xử lý mạnh tay thậm chí là yêu cầu họ trả lại số tiền lương đã nhận khi mà làm ở chức vụ bằng à, bằng cấp giả để thư tuyển thì họ làm không đúng chức năng nhiệm vụ và có thể gây nhiều hậu quả khó lường nên chuyện truy thu là một điều rất cần thiết với cán bộ công chức viên chức làm ở một số vị trí trong cơ quan hành chính không đòi hỏi tạo ra sản phẩm cụ thể cũng như khó đánh giá được mức độ hoàn thành công việc cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về việc uh, truy thu tiền thế. Và như vậy thì sau khi ông Dũng mà đưa ra cái quy định là 40% là công chức viên chức là phải có bằng uh, thạc sĩ hay là tiến sĩ như vậy thì uh, vô hình chung thì đã tạo ra được uh, một cái luồng là Đào tạo bằng giả Hoặc là có thể là đào tạo bằng thật Nhưng mà uh, trình độ thì giả Và theo đó thì có phải là Đã ép những người mà có uh, Trình độ uh, kém Thì có phải là phải bỏ tiền ra Bỏ thời gian công sức Mà trong khi mà học tại chức Thì hoàn toàn đó là tiền thuế của dân Chứ không phải là tiền túi của họ bỏ ra Thưa quý vị và các bạn thân mến Vì sao ông Phúc viết thư gửi cho Ông Joe Biden Hôm 30 tháng 5 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị chủ tịch nước đã viết thư gửi cho Tổng thống Mỹ Joe Biden để trao đổi về quan hệ hai nước tăng cường hợp tác trong ứng phó với dịch Covid-19. Thực tế thì đằng sau ngôn ngữ ngoại giao ấy không phải tự dưng mà ông Phúc viết thư cảm ơn ông Biden về việc Hoa Kỳ đã cam kết bỏ ra 4 tỷ đô la tài trợ cho chương trình COVAX của Liên Hợp Quốc mua vaccine cho các nước nghèo và qua chương trình này thì Việt Nam đã nhận được gần 2,5 triệu liều vaccine miễn phí, bỏ lại phía sau những lời hô hào về sự sắp sửa thành công của một loại vaccine nội địa nào đó còn trong vòng thử nghiệm. Theo thông tin chính thức của nhà nước Việt Nam thì số người mắc bệnh cho đến nay thì vẫn nằm trong khoảng 8.000 người với 49 người chết và đó là những con số không cao và trước đây thì vài tháng thì đã được các lãnh đạo Cộng sản Choppu tự xưng tụng là thành công kép tuyệt vời của Việt Nam. Nhưng với đợt sóng lây nhiễm thứ tư hiện nay lan ra quá nhanh tại 31 tỉnh thành phố quả là đang làm cho nhiều quan chức đảng và nhà nước đau đầu khi mà đối diện với thực tế phũ phàng. Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện phong tỏa từ nửa đêm 31 tháng 5 và nhiều khu vực tại Hà Nội cũng bị phong tỏa sau ngày bầu cử quốc hội 23 tháng 5 và ngày được đám tuyên giáo mô tả là ngày hội của non sông. Chẳng may lại biến thành ngày hội của Covid và những gì đang diễn ra không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và đời sống kinh tế của người dân mà còn đe dọa đến kế hoạch chống dịch như chống giặc của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ vỡ trận nếu như không có đủ vaccine. Hiện nay, với số vaccine đã nhận được ước lượng Việt Nam chỉ mới đạt kết quả trích ngừa được 1% dân số, nhưng tập trung trong các thành phần ưu tiên như là nhân viên y tế, ngành ngoại giao, hải quan, công an và quân đội vì vậy mà đẩy mạnh việc chích ngừa toàn dân là biện pháp cứu vãn cho mọi sự sụp đổ bị thảm. Trong khi đó, viễn cảnh để có thêm vaccine phải nói là trong tình trạng nhỏ giọt vì nước nào cũng đang chạy đua tìm mua vaccine. Quan trọng hơn, vụ Ấn Độ hứa cung cấp cho thế giới hơn 2 tỷ liều vaccine cuối năm nay có thể nói là không thể thực hiện vì chính Ấn Độ cũng đang điêu đứng trước Covid-19 sau những tuyên bố kênh kiệu của ông Trọng rằng Việt Nam đã chống dịch thành công khi mà khai mạc đại hội 13 vào tháng riêng vừa qua. Nay thì cả đám đang ngồi trên lò lửa của biến chứng Covid. Không biết rằng sẽ lây lan và bộc phát như thế nào. Trong bối cảnh đó thì để không bị vỡ trận, ông Nguyễn Xuân Phúc đã phải nhìn về Mỹ và viết thơ cho Tổng thống Joe Biden để xin vaccine. Nhưng vấn đề là tại sao Cộng sản Việt Nam không xin vaccine của người anh em 4 tốt và 16 chữ vàng ở ngay bên cạnh biên giới mà phải đi xin của Mỹ? Có hai lý do. Thứ nhất là có xin Trung Quốc cho thì chắc chắn Việt Nam cũng không chịu đi trích so với vaccine do Mỹ sản xuất. Vaccine Trung Quốc bị đánh giá là kém phẩm chất và có thể không đạt hiệu quả và nhất là yếu tố tuyệt đối an toàn. Cách đó thì cũng có tâm lý cảnh giác với hàng của tàu. Thứ hai, cho dù Trung Quốc có cho hay bán rẻ vaccine cho Việt Nam thì cũng sẽ kèm theo điều kiện mà chấp nhận điều kiện do Trung Quốc đưa ra chắc chắn Việt Nam sẽ bị sập bẫy như Thái Lan và Campuchia. Vì vậy, trong thế chẳng nặng đừng, Việt Nam hiện nay chỉ còn một chỗ để có thể mạnh dạn kêu xin đó là Hoa Kỳ. Và lá thư của ông Phúc viết mà đám tuyên giáo tô vẽ là lá thư hữu nghị nhưng thực tế là lá thư ăn mày vaccine của Mỹ mà thôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam tảng lờ chuyện bị Trung Quốc cấm tìm dầu khí ở Biển Đông. Tướng Nguyễn Chí Vịnh lờ những nhịn nhục của Hà Nội trước sức ép của Bắc Kinh trong chuyện tranh chấp chủ quyền biển đảo. Hôm thứ Ba 1 tháng 6, Nhà Công quyền Cộng sản Việt Nam cho tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam, chờ nghỉ hưu trong ít ngày nữa, khoe qua cuộc phỏng vấn phổ biến trên báo VN Express là không có lãnh đạo Việt Nam nào có ý định nhượng bộ Trung Quốc về chủ quyền. Ông Vịnh giải thích thêm nếu để mất Biển Đông thì quân đội Việt Nam, các nhà lãnh đạo sẽ có tội với đất nước và cũng sẽ không yên với dân được. Trong quân đội từ trên xuống dưới đều coi Biển Đông là sống còn, chủ quyền lãnh thổ là điều chúng ta tuyệt đối không bao giờ buông tay. Lời tuyên bố có vẻ cứng cỏi gián tiếp chống chế cho những nhịn nhục của Cộng sản Việt Nam vẫn cứ nhịn theo kiểu lùi dần lùi dần trước sức ép của Trung Cộng. Trên mạng xã hội không thiếu những lời nguyền rủa chế độ, hèn với giặc, ác với dân và mỗi khi người ta bị công an đàn áp, khủng bố bằng đủ mọi cách trong cuộc phỏng vấn, tướng Vịnh nói, chúng ta phải giữ bằng được quyền chủ quyền trên thềm lục địa 200 hải lý mà làm cho tất cả các nước hiểu và tôn trọng quyết tâm sắt đá ấy. Và chúng ta phải làm cho Trung Quốc và các nước khác tôn trọng, thực hiện luật pháp quốc tế khi mà hoạt động trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Duy trì và phát triển lao động hợp pháp của ngư dân, dầu khí, nghiên cứu biển, vận tải, du lịch. Những gì diễn ra trên thực tế trái ngược với những lời tuyên truyền sáo rỗng của ông Vịnh. Mấy năm nay thì nhiều hơn một lần Cộng sản Việt Nam đã phải hủy bỏ ngang các hợp đồng dò tìm và khai thác dầu khí với các công ty ngoại quốc trên thềm lục địa đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hậu quả phải bồi thường bạc tỷ đô la cho đối tác những hoạt động khai thác dầu khí đã có thì bị tàu hải cảnh Trung Quốc bám sát, theo dõi chặt chẽ và đe dọa để không được mở rộng hoặc tìm kiếm mỏ mới. Nhóm thông tin đại ký sự Biển Đông một bộ phận của Học viện Ngoại giao Cộng sản Việt Nam tuần trước cho hay, hải cảnh Trung Quốc tiếp tục tiếp cận các lô dầu khí của Việt Nam và những hoạt động hải cảnh Trung Quốc chỉ riêng trong tuần lễ đó là sau lần đầu vào ngày 16 tháng 5, hải cảnh 5302 đã tiếp tục thực hiện thêm hai lần tiếp cận giám sát các khu vực khai thác dầu khí của Việt Nam tại lô 06.1 và lô 05.3 vào các ngày 19 và 22 tháng 5 với mục tiêu vẫn là dàn khai thác tại mỏ Lan Tây và dàn khai thác tại mỏ Hải Thạch. Ông Nguyễn Chí Vịnh còn khoe rằng năm nay chúng ta diễn tập bắn đạn thật ở các đảo Trường Sa trong toàn bộ vùng biển Đông Nam Á. Vùng biển Việt Nam là an toàn nhất và không có cướp biển, không có buôn người và đang được cảnh sát biển bảo vệ rất tốt. Không thấy có tin tức gì khác về hoạt động quân sự bảo vệ chủ quyền biển đảo tại Trường Sa của Hải quân Cộng sản Việt Nam. Một lần ngoài một lần khoe khoang khá mơ hồ diễn tập bắn đạn thật và mới đây thì người ta thấy báo chí philippines cho hay cảnh sát biển của họ dự trù cải tạo thêm đảo thị tứ để làm căn cứ cho cảnh sát nước của họ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ở khu vực chỉ thấy phát ngôn của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam phản ứng lại với tuyên bố cùng với một uh, luận điệu suốt bao nhiêu năm qua về chủ quyền biển đảo của Việt Nam và mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền cũng như các quyền liên quan của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp và vô giá trị. Lời tuyên bố chỉ để báo chí trong nước đăng tải tuyên truyền trong khi chẳng ai khác nghe theo. Tổ chức sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu AMTI ở Washington phân tích dữ liệu của tổ chức Marine Traffic và hình ảnh vệ tinh của các tổ chức Massa và Planet cho hay trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 đến 25 tháng 5, Hải quân Cảnh sát biển và Kiểm ngư của Philippines đã đưa 13 tàu các loại thực hiện 57 lần tuần tra tại khu vực quần đảo Trường Sa, khu vực mà họ tuyên bố chủ quyền và bãi đá cạn Scarborough mà Trung Quốc muốn cướp. Bản phân tích của AMTI liệt kê ra trong số 57 lần đó các tàu của Philippines đã đến bãi cỏ may nhiều nhất với 16 lần, đảo Thị Tứ 15 lần, đến đảo Ba Đầu 11 lần, tên quốc tế là Wilson Reef, bãi cạn Scarborough 9 lần và bãi Sabin 6 lần không thấy AMTI nói gì về hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo của phía biển Cảnh sát biển Hải quân Cộng sản Việt Nam và cũng không thấy Hà Nội đưa tin gì về hoạt động của các loại tàu bảo vệ chủ quyền của mình ở trong khu vực. Tướng Nguyễn Trị Vịnh năm nay đã 64 tuổi, bị đẩy ra khỏi Trung ương Đảng hồi tháng riêng vừa qua và hiện chỉ còn hàm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam đặc trách đối ngoại đang chuẩn bị nghỉ hưu vì ông ta mới bàn giao công việc cho người khác. Thay thế ông ta ở vị trí này phần nhiều phần là tướng Lê Huy Vịnh 60 tuổi cũng mới được thăng hàm thượng tướng hồi năm ngoái. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.